thân thể sau hàng thế kỷ không bị phân hủy. Cơ thể phát sáng. Hay bông hoa kỳ lạ 3.000 năm nở một lần mang điềm lành từ trời đất. Những hiện tượng bí ẩn trong Phật giáo đến nay vẫn khiến các nhà khoa học đau đầu không thể giải thích. Tập trung. Và dù cho tốp 1 khám phá chúng mình có tập trung như thế nào đi chăng nữa cũng không thể bay lên không trung dễ dàng giống như các vị thiền sư ở đoạn đầu video clip. Vậy làm thế nào mà các vị thiền sư có thể bay lên không trung như vậy? Trong clip ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về hiện tượng đó cũng như rất nhiều những hiện tượng kỳ lạ bí ẩn khác trong Phật giáo nhé. Khinh công. Nhắc tới khinh công là chúng ta nghĩ ngay tới những võ sư hay các vị anh hùng giới võ lâm bay lên không trung một cách dễ dàng trong các bộ phim kiếm hiệp Trung Quốc. Trên thực tế, khinh công là có thật, chứ không chỉ là trên màn ảnh hay tranh truyện. Nó là một trong những khả năng kỳ lạ của Phật giáo. Khả năng này được ghi nhận ở nhiều vị chân sư. Trong cuốn sách Huyền thuật và các pháp sư Tây Tạng, nhà thám hiểm người Anh có tên David Neil đã mô tả một vị thiền sư đang bay trong không trung và trông không khác gì một quả bóng đàn hồi. Thậm chí trong một thước phim tài liệu đăng tải trên kênh Discovery, ảo thuật gia Dan White đã có cơ hội diện kiến một vị Lạt Ma Tây Tạng trên dãy Himalaya. Vị Lạt Ma này đã bay lên không trung trong tư thế ngồi thiền, cách mặt đất khoảng chục cm. Các bạn có thể tin được vào mắt mình không? Đây không phải là màn ảo thuật mánh khóe mà chúng ta vẫn hay thấy đâu nhé. Đối với khả năng kỳ lạ này của các cao tăng trong Phật giáo, giới khoa học hiện nay chưa thể đưa ra một câu trả lời chắc chắn. Dù vậy, vẫn có một vài cách giải thích tương đối hợp lý và tiềm năng cho loại hiện tượng này. Theo đó, thì trong quá trình tu luyện, các cao tăng đã dần chuyển hóa cơ thể mình thành vật chất cao năng lượng. Các biến đổi thể chất này là ở vi quan, tức là cực kỳ nhỏ, nên dùng mắt thường của chúng ta không thể phân biệt được. Sự khác biệt to lớn của thân thể khi biến đổi thành vật chất cao năng lượng, đó là nó không chịu sự ước chế của trường không gian hay là thời gian, cũng như không chịu những ảnh hưởng của một số quy luật vật lý hóa học trong không gian vật chất này. Chính vì thế nên thân thể này không bị phân hủy theo thời gian, từ đó cấu thành nên hiện tượng nhục thân bất hoại. Hiện tượng này thì chúng ta sẽ tìm hiểu sâu hơn ở phần sau. Đồng thời cũng không chịu ước chế trọng lực, từ đó giải thích vì sao các vị thiền sư Phật giáo có thể bay lơ lửng trên mặt đất. Nghe thì hơi khó hiểu, nhưng không còn cách giải thích nào dễ hiểu hơn, khoa học hơn và logic hơn nữa. Hoặc là các bạn cứ hiểu đơn giản như thế này. Các thiền sư đã tu luyện biến đổi cơ thể, thay đổi để không chịu bất kỳ một tác động nào từ không gian, thời gian, trọng lực mà con người bình thường chúng ta vẫn đang bị ảnh hưởng. Nếu như các bạn đã bắt đầu thấy mơ hồ, hoang mang về những thứ không tưởng trong Phật giáo, thì tiếp sau đây bạn sẽ phải ngạc nhiên hơn nữa. Nào, hãy cùng tìm hiểu tiếp hiện tượng bí ẩn sau đây nhé! Nhục thân bất hoại. Đây có lẽ là hiện tượng nổi tiếng phổ biến nhất, được nhiều người biết đến nhất trong Phật giáo. Đó chính là nhục thân bất hoại, hay nói dễ hiểu hơn là thân xác không bị phân hủy. Cụ thể đó là tình trạng sau khi viên tịch, tức là qua đời, một thời gian lâu sau hàng thế kỷ. Dù không được bổ sung bất cứ chất bảo quản nào, nhưng thân thể của các vị cao tăng vẫn duy trì được trạng thái thân thể rất tốt và không bị mục nát, phân hủy theo thời gian. Đây được gọi là hiện tượng nhục thân bất hoại, hay còn gọi là xá lợi toàn thân. Và đã được ghi nhận ở rất nhiều nơi trên thế giới, từ Trung Quốc, Mông Cổ, Tây Tạng, Nga, cho đến ngay cả Việt Nam. Điển hình trong hiện tượng này đó là trường hợp của Lạt Ma, Dashi Dojo Itijilop trong Phật giáo Tây Tạng. Năm 1927, ông viên tịch và được táng trong quan tài. Theo lời dặn dò của ông với các đệ tử lúc lâm chung, thì đúng sau 30 năm, quan tài của ông được mở nắp. Thế nhưng, khi vừa mở nắp, tất cả mọi người đều thất thần kinh ngạc khi phát hiện thấy vị Lạt Ma vẫn trong tư thế ngồi đả tọa, đặc biệt cơ thể vẫn còn nguyên vẹn, không hề bị mục rữa. Năm 2002, thông tin này chính thức được công bố cho toàn thế giới. Các nhà nghiên cứu đã tiến hành phân tích toàn diện đối với nhục thân không phân hủy này. Từ đầu đến chân không thấy dấu vết bị con người tác động, không có vết cắn, vết khâu hay vết tiêm. Ở người bình thường, thi thể sau khi tử vong sẽ trở nên cứng, xuất hiện hồ máu tử thi. Các chất béo trong cơ thể sau khi phân hủy sẽ sinh ra chất giống như là sáp, đồng thời sẽ thối rữa và bốc mùi thi thể. Tuy nhiên, hiện tượng này lại không xuất hiện trên nhục thân của Lạt Ma Itijilop.
Một ví dụ khác là của thiền sư Như Trí ở chùa Tiêu, Từ Sơn, Bắc Ninh, Việt Nam. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Lân Cường, một người rất có duyên với các khám phá liên quan đến các pho tượng nhục thân bất hoại của các vị thiền sư Việt Nam, đã trực tiếp đến phục dựng lại pho tượng của vị thiền sư này. Điều vô cùng ngạc nhiên với tiến sĩ Nguyễn Lân Cường khi tu bổ pho tượng táng này đó là ông đã phát hiện ra một khối hợp chất bằng quả bưởi nằm trong bụng thiền sư Như Trí. Ông đã lấy mẫu chuyển đến Viện Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Quốc gia để phân tích. Kết quả phân tích cho thấy, hợp chất lấy từ bụng thiền sư Như Trí chính là các chất còn lại của phần phủ tạng. Đối với người bình thường, việc ướp xác đúng quy trình, quy cách có thể giúp duy trì phần thân xác được rất lâu. Nhưng làm được điều này thì cần phải loại bỏ nội tạng, não và dùng các hợp chất ướp xác để bảo quản phần mô thịt mềm và xương bên trong, như thuật ướp xác của người Ai Cập cổ đại vậy. Nhưng đối với những vị thiền sư tu luyện đắc đạo thì lại hoàn toàn không cần viện đến bất kỳ loại chất bảo quản nào. Nhưng thân xác thịt vẫn còn rất tươi mới dù đã trải qua sự phong hóa lâu dài theo thời gian. Đây là bí ẩn khoa học mà đến nay vẫn chưa thể lý giải được. Còn theo các bạn, nguyên nhân nào khiến cho thi thể của các vị thiền sư không bị mục rũa? Hãy để lại ý kiến dưới phần bình luận nhé! Xá lợi Phật. Nếu như các bạn nghĩ đây có thể là những viên kẹo sữa, hoặc những viên ngọc trai, hay những viên sỏi đẹp mắt thì đã nhầm to rồi nhé! Đây là xá lợi Phật, một trong những điều kỳ diệu khó giải thích của Phật giáo. Xá lợi là những hạt nhỏ, có dạng viên tròn, hình thành sau khi thân thể của người tu đắc đạo được đem đi hỏa táng. Xá lợi còn có nghĩa là những hạt nhỏ trông giống như ngọc trai hay pha lê, được tìm thấy trong tro hỏa táng của một số vị cao tăng Phật giáo mà khoa học hiện đại chưa thể giải thích được nguyên lý hình thành của các hạt xá lợi này. Tất cả những đồ dùng thuộc di tích của Phật và các vị thánh tăng như là pháp y, bình bát, chuỗi tràng, tích trượng hoặc là răng, móng, tóc của các bậc đạo sư Phật giáo đang hành đạo lúc tuổi cao và ban lại cho đệ tử tôn thờ đều gọi là xá lợi. Hiện nay ở Myanmar người ta còn thờ tóc và móng tay của Đức Phật. Trong kinh tạng Nam Tông Phật giáo thường đề cập đến xá lợi xương, xá lợi răng và ngọc xá lợi. Không chỉ tồn tại trong lịch sử, giống như truyền thuyết, xá lợi nhà Phật nhiều lần xuất hiện ngay cả thời kỳ đương đại. Khá nhiều trường hợp các vị cao tăng sau khi viên tịch, hỏa thiêu đã để lại xá lợi. Hiện nay thì tại Việt Nam, chùa Viên Đình ở thôn Keo, xã Đông Lỗ, Ứng Hòa, Hà Nội là nơi đang sở hữu nhiều xá lợi Phật nhất Việt Nam. Chùa trưng bày 30 tháp xá lợi Phật do 8 trung tâm Phật giáo trên thế giới cúng dường. Hoa ưu đàm. Trong nhiều năm gần đây, người dân trên khắp thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng rất xôn xao về một loại hoa bé tí, màu trắng, trông rất mỏng manh, được gọi là hoa ưu đàm. Mặc dù vậy, chúng mình tin chắc rằng nhiều bạn ở đây chưa biết rõ hoặc thậm chí là chưa từng nghe thấy tên của loài hoa này. Loài hoa này có hình dạng tựa như những chiếc chuông nhỏ, màu trắng tinh khiết, thân mảnh như sợi chỉ, lại trong gần như trong suốt như pha lê. Những cánh hoa cũng nhỏ li ti, phải nhìn rất kỹ mới thấy. Không chỉ gây chú ý với vẻ ngoài mỏng manh, loài hoa này còn tỏa ra mùi hương rất thơm khi nở. Sở dĩ, đây được cho là hoa quý và luôn thu hút sự quan tâm, chú ý của hầu hết mọi người là bởi đây là hoa ưu đàm, được cho rằng đến tận 3.000 năm mới nở một lần. Người nào phải may mắn lắm mới được thấy hoa nở như vậy. Top 1 và các bạn cũng được coi là may mắn và có duyên lắm đấy khi được ngắm qua màn hình như thế này. Những bông hoa ưu đàm đầu tiên được tìm thấy ở Hàn Quốc vào tháng 7 năm 1997 trên bức tượng Phật Như Lai của một ngôi chùa Phật giáo ở Gyeonggi-do, được làm từ vàng và đồng. Người ta nhìn thấy có 24 bông hoa như mà chúng mình đã mô tả ở phần trên, mọc trên ngực của bức tượng. Khi đó, rất đông người đã đổ xô đến xem sự xuất hiện của loại hoa quý. Từ 2 thập niên trở lại đây, loài hoa huyền thoại này đã bắt đầu xuất hiện ở khắp nơi trên thế giới, bao gồm Trung Quốc, Đài Loan, Hồng Kông, Malaysia, Singapore, Úc, Pháp, Mỹ và ngay cả ở Việt Nam chúng ta. Và từ đó kéo dài đến tận ngày hôm nay, báo chí liên tục đưa tin về việc hoa ưu đàm đã xuất hiện ở quốc gia này, quốc gia kia và thậm chí cả nhiều tỉnh thành ở Việt Nam, người dân cũng đã rầm rộ háo hức đi xem loại hoa 3.000 năm nở một lần. Khi thì mọc trên cửa sổ bằng sắt, khi lại mọc từ cửa nhôm, có lúc lại xuất hiện trên tượng đá, trên các thân cây hay thậm chí là những sợi dây được căng ra để trồng cây dây leo, trên những lưới sắt. Và cho dù là mọc ở đâu, loại hoa này luôn thu hút sự quan tâm của nhiều người, hồ hởi đến xem hoa quý. Tuy nhiên, trước hiện tượng nhiều người dân nô nức kéo nhau xem hoa ưu đàm nở,
giáo sư tiến sĩ khoa học Trịnh Tam Kiệt của Viện Vi sinh vật và Công nghệ sinh học lại cho rằng thứ hoa được cho là hoa ưu đàm thực chất chỉ là sinh vật bậc thấp, chưa có cấu trúc mô. Nó thực chất là nấm nhầy bởi cơ thể là một khối nhầy. Đến kỳ sinh sản, nó sẽ tạo ra các thể sinh sản mang bào tử. Đến khi gặp điều kiện phù hợp thì sẽ sinh sôi nảy nở. Cũng theo giáo sư Kiệt, loại nấm này thường xuất hiện ở vật thể kim loại, đá, lá cây, là những nơi có điều kiện môi trường sinh thái tốt. Nhưng mà trong mắt những người có niềm tin vào Phật giáo thì loài hoa này không hề đơn giản như vậy. Các bạn có thấy không? Loài hoa này thật đẹp. Đôi khi vào ban đêm, hoa ưu đàm còn có thể phát sáng với 7 sắc cầu vồng như thế này đây. Theo từ điển Phật học Hán Việt, hoa ưu đàm có tên tiếng Phạn là Ujumbara, tiếng Trung Quốc đó là ô đàm. Gọi đầy đủ là ưu đàm bát la, uất đàm, ưu đàm bát hoa hay còn gọi tắt là đàm hoa. Được hiểu có nghĩa là điềm lành linh thiêng, hoa ứng hiện điềm lành. Theo Phật giáo, sự xuất hiện của hoa ưu đàm bà la là dấu hiệu báo điềm lành từ trời, tức là dấu hiệu công lý sắp được điều chỉnh lại trong thế giới này. Còn theo giới khoa học, cây ưu đàm có tên khoa học đó là ficus, thuộc họ dâu tằm, thường được gọi là cây clusterfic hay cây gulerfic. Nhiều ý kiến cho rằng cây sung hay cây vả của Việt Nam cũng nằm trong họ cây ưu đàm, có nguồn gốc từ Úc, Đông Nam Á và Ấn Độ. Cây ưu đàm không thuộc loại hoa quả, mọc ở các nơi như là núi Himalaya, cao nguyên Deccan và nước Sri Lanka. Thân cây cao hơn 1 trượng, khoảng hơn 3,3 mét. Lá có hai loại, phẳng trơn và thô nhám. Hoa ưu đàm là loại lưỡng tính, rất bé, mọc kín ở các lõm sâu trong đài hoa, nên thường nhầm là loại cây không lá. Hoa xếp như nắm tay hoặc như ngón tay cái, thanh chùm hơn chục đoá, ăn được nhưng vị không ngon. Cơ thể phát sáng. Cơ thể phát sáng là một dạng hình thức viên tịch rất đặc thù của các thiền sư bên Phật giáo Tây Tạng. Trái với việc hỏa táng, trong đó thì có thể lưu lại các viên xá lợi tử lấp lánh ánh quang hay là lưu lại một nhục thân bất hoại không bị tiêu hủy theo thời gian cho hậu thế sau này. Thì các vị thiền sư bên Phật giáo Tây Tạng sau khi tu thành sẽ có một cách thức viên tịch rất độc đáo gọi là hồng hóa, tức là hóa thành ánh sáng cầu vồng mà bay đi. Nghe thật là mỹ miều và văn thơ. Diễn tả một cách hiện thực hơn, đó là khi viên tịch, toàn bộ cơ thể vị sư sẽ biến mất, hóa thành một luồng ánh sáng cầu vồng tuyệt đẹp tỏa ra xung quanh. Trong một số trường hợp thì khi không hồng hóa được toàn bộ, cơ thể sẽ thu nhỏ lại xuống còn 30cm, nhưng có kích thước tỷ lệ tương đồng y hệt, phần còn lại hóa thành ánh sáng. Tính đến nay, đã có đến khoảng 160.000 trường hợp như vậy được ghi nhận. Cũng giống như trường hợp nhục thân bất hoại mà chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu ở đoạn đầu của video. Thân thể của các vị Lạt Ma đã có các biến đổi vật chất ở cấp độ vi mô thông qua quá trình tu luyện. Do đó có thể biến đổi thành các dạng thức tồn tại vật chất khác, mà cụ thể ở đây là dạng thức ánh sáng nhiều màu. Sau một hồi tìm hiểu, chúng mình tin rằng các bạn cảm thấy rất bất ngờ, có chút gì đó rợn người. Nhưng yên tâm là không chỉ các bạn đâu, mà đến các nhà khoa học còn như vậy nữa là. Đến nay thì giới chuyên gia vẫn còn đau đầu khi dường như không thể giải thích một cách logic nhất về những hiện tượng Phật giáo đầy kỳ bí này. Với các bạn, hiện tượng nào là kỳ lạ, khiến bạn ấn tượng nhất? Hãy để lại ý kiến dưới phần bình luận cho chúng mình được biết nhé! Đừng quên ủng hộ chúng mình bằng cách like, share video, sau đó subscribe kênh Top 1 Khám Phá, rồi ấn nút chuông thông báo nho nhỏ ở bên cạnh để cập nhật nhanh nhất những video mới. Trên màn hình là những video hay ho có liên quan mà các bạn không nên bỏ lỡ. Hãy click vào để xem ngay. Còn bây giờ như thường lệ, xin chào và hẹn gặp lại!